Start setup ta click solid được chưa, ta click vào select này đi, sau đó ta chọn cho tôi khối này nó sáng lên lấy là được đó, ok đấy, lập tức nó nhận cái này là phô rồi. Nếu như bây giờ ta ẩn chi tiết đi thì đấy bắt đầu nổi phô lên này. Đây ta ẩn chi tiết như dạng không tô bóng chi tiết nữa mà tôi dạng ẩn dạng khung dây cái thì nó sẽ nổi phô dưới dạng xếp phô lên đấy. Thế còn phô thì nó để ở dạng là right face này dạng thì ok cái thì đấy phô nó để dạng khung dây này đấy, nhưng tốt nhất để khung dây nó không có gì ta cứ để xuống thôi được chưa. Đấy nha, tức là nếu ta mà có một cái phôi mà cứ dạng là hình dáng định hình nó, ta vẽ luôn ra đi. Sau đó ta chọn cái đấy là phôi là được. À, nó đến đây chưa? Thế thì bây giờ cài đặt phôi xong rồi, bây giờ cái việc ta là bây giờ ta câu thôi. Thế thì công tua này thì tí nữa ta sẽ ra công lại cái công tua này. Nên là ví dụ giả sử về phôi tôi đây rồi, tôi cần ta không âm thêm vào một ni nữa nhá, đúng không? Coi như nó dư thôi, một ni tôi muốn cắt là một ni thì tôi là chính nào. Thế thì trước khi mà ta làm cái đấy thì ta phải theo tuần tự, thứ nhất là ta phải thả cái bắt đầu của phôi được đã, đúng không? Bây giờ nó chỉ khoảng bắt đầu như thế nào? À, thế thì rất đơn giản, ta đại thực hiện tôi chức năng khoảng bắt đầu bằng cách kích công phát, ta kích kiểu phây. Phây, chức năng phây. Phây này ta cũng có thể vào qua lệnh công tua, xong ta chuyển nó phây cũng được nhỉ? Thì ở trong cái bảng nó quản lý 3 cái lệnh là, à, quản lý 4 lệnh là công tua này, phây, pocket và slot mine, tức là ta phải rãnh nữa, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta vào đây được, phây lên được. Sau đó ok, sau đó ta vẫn phải chọn cái vùng để giới hạn cái bề mặt ta cần phay, đúng không? Vùng đấy chẳng qua là vẫn phải chọn cái công tua này gì? Ta chọn công tua này được không? Vấn đề đây, ta chọn nó sáng lên được chưa nào? Chọn được chưa? Ta thấy nó sáng lên như này là được. Đấy, đây tôi chọn lại nhé, cái này rất đơn giản không có gì cả. Chọn lại này, tôi phát này, phay này, ok này. Đây, đấy, ta chọn tôi biến dạng. Rồi, ok. Rồi, đấy, lập tức là nó nhảy sang cái hộp phay đây thì đấy, ta học cũng thua đây đúng không? Dần dần ta sẽ học hết những chức năng này. Đấy, phay đây, tức là nó mô hình cho ta là, à, đây, phay những cái dạng bề mặt này. Bắt đầu, đúng không? Mặt trên. Tool. Rồi, con dao sang bắt đầu, bây giờ ta chọn con dao nào? Kích hoạt vào lọc này. Ta sẽ kích vào filter này, ta lọc cho tôi những con dao như này đi. Nhìn thấy ngay dao phay bắt đầu đúng không? Đấy, lọc, ok. Đấy, đây, nó ra con dao này. Được không nào? Được không nhỉ? Đấy, nếu ta kích đúng vào đây nhé. À, con dao phay bắt đầu này có đường kính mặt này là bằng 50. Nếu ta con dao thực tế ra bên ngoài từ tính 75 hay 80 đâu đặt tính khác vào đây đúng không, xong nó tính toán ra quỹ đạo là xem nó bao nhiêu đường là hết thì tùy thuộc con dao to nhỏ. Thế giả sử đây con dao đường kính 50 nhưng những cái chiều cao chiều này không quan trọng lắm vì ta khai báo lại khai báo công thu nhá. Ok rồi, tất cả con số này hoàn toàn thứ tự không khác gì cả đúng không nhỉ. Rồi holder cán dao bỏ qua đây, ta vào cắt qua nó tờ, nó chỉ khác mỗi chỗ này thôi và deep cắt thôi, cắt qua nó tờ. À, style là kiểu cắt, nó cắt như này, ta có hình dung như nào không? Nó sẽ chạy ra từ đây sang đây này, lập tức lại nhấc lên và chạy nhanh về hay gì? Chạy nhanh về đây xong lại chạy về đây, tức là on way, có hiểu không? Tức là nó cắt như này, nó cứ cắt từ đây chạy sang đây để chạy sang, nhấc lên lùi về. Nó chỉ cắt từ đây cho đây, tức là nó chỉ cắt theo một chiều thôi, gì một hướng thôi. Nếu ta để là zigzag à đâu, zigzag à thì nó sẽ cắt thế nào? Này nó chạy thế nào? Các cái nhìn đây thì zoom ngay cũng không được. Nếu ta chạy là dynamic à one phase là thế nào? Một nát chạy qua là xong luôn. Thế nhưng mà cái này chỉ dùng trong trường hợp là gì? Đường kính của dao nó lớn hơn chiều rộng của phôi, đúng không?
lúc giờ nó sẽ lập trình cho con dao chạy ở một cái đường là nằm chính giữa của cái phốt, và nó chạy quẹt qua cái là xong luôn nhỉ. Rồi hoặc là nếu là để ở tay mic để nó chạy vòng xoắn dần vào giữa là xong, đúng không? Đấy, như thông thường nhất là ta hay dùng zig zag, zig zag là sử ta để lại zig zag luôn, chúng ta không biết chạy đâu nào tùy. Ô cross overlap hay ta ghi cho tôi những cái thông số này. Ô cross overlap lượng cắt khóa theo phương chiều rộng của côn, lượng cắt khóa theo phương chiều rộng của côn, lượng cắt khóa theo phương chiều rộng của côn, mở ngoặc chiều vuông góc với phương chuyển động chạy cao, tức là nó quy ước chiều rộng của côn là chiều vuông góc phương chuyển động chạy cao, chiều vuông góc phương chuyển động chạy cao. Thế là ta nhìn lên trên này, nhìn trên này chiều nào là chiều rộng nào? Nếu nó phôi lên dao nó chạy ra cái phương này thì chiều này là chiều rộng gì, đúng không? Cái lượng cắt quá đây này, cái lượng mà con dao nó phò quá ở ngoài này, nhìn đúng không? Thế thì ở đây nó là 50% và ở đây là 25%, tức là ta có hình dung ra nó là phần trăm chạy theo gì, bao giờ là chạy đúng con dao nhá. Con dao tôi bằng 50 thành ra 50% nó bằng 25, nhập các sĩ đây, đúng không? Along overlap lượng cắt khóa của phương chiều dài ra nó là đọc từ đây thôi. Ở đây ta không cần phải ghi đâu, chỉ cần gạch cái chân từ này em sẽ chỉ sang từ đây. Lượng cắt khóa của phương chiều dài của cái phương đây, từ đấy đây là chiều dài, đây phương này là phương chiều dài, mở ngoặc là phương chuyển động chạy ra, mở ngoặc đấy là phương chiều dài. Được chưa? Across distance lượng ăn tới hay lượng tiếp cận ăn tới, nó là đoạn này. Đây ta có thể gạch chân, ta chỉ ra nó là đoạn này, từ đấy này lượng tiếp cận, đoạn từ đấy này tiếp cận, tức là nó giống như là kiểu một cái đoạn mà ăn tới nhé, ăn tới. Exit distance lượng vượt quá đoạn này, exit distance được vượt quá, tức là đoạn từ điểm bắt đầu ăn tới để đến bề mặt phôi nó cũng lấy bằng giá trị. Nên có những cái phần mềm ấy thì nó lập trình những cái này nó cứ ghi bằng không bằng không bằng không hết đấy, xong đó ta tự phải điền con số đấy, nó rất là khó khăn. Đôi khi có những con số ta không hiểu rõ ý lắm, ta chẳng biết điền được bao nhiêu, nhưng phần mềm này thì nó cũng cho ta một con số tương đối phù hợp, tương đối hợp lý rồi, và nó cứ cập nhật theo con dao. Vì theo dao to hay nhỏ thì cái giá trị này, chứ còn nếu nó cứ cập nhật giá trị cứng bằng bao nhiêu đấy thì con dao to với con dao nhỏ thì nó lại, con dao to thì hợp lý, con dao nhỏ thì bất hợp lý, đúng không? Nhưng đây nó cứ cập nhật theo đường ký con dao như này thì lại tương đối hợp lý. Thế thành ra những cái này có khi là nhiều cái thông số ta cũng không cần phải quan tâm lắm. Cái này tùy chúng ta có thể can thiệp hoặc là không. Max step over khoảng cách đường tâm dao giữa hai đường chạy dao liên tiếp nó chính là khoảng này. Thì lúc nào nó thể hiện là chiều dày mỗi một lần nó cắt vào khoảng cách đường tâm dao giữa hai đường chạy dao công tác, giữa hai đường chạy dao công tác bằng 75%, tối đa là bằng 100%, nhưng mà cũng không ai cắt nó lớn quá, đúng không? Lực lớn thì nó có khi nó để lại vết, nó rung nó để lại vết. Green hay nghịch convention hay thuận, hay nghịch hay thuận ta biết nó như nào chưa? Biết chưa? Rồi thế cái này là ta học trong công nghệ chế tạo máy, cái này gọi là hay nghịch. Sử dụng con dao luôn nhá. Ý
Phôi là gì? Nếu như còn quay chín như này, còn phôi chuyển động. Phôi chuyển động như này. Thế thì bước đầu nó tốt cắt. Tại cái điểm mà cắt đây so với phương kép ngược chiều như này thì là sai gì? Sai nghịch gì? Đúng không? Thế nhưng mà trong trường hợp này thằng này quay quay như này. Là chính nhưng mà quay phôi thì không sao. Không, không sao. Quay nó quay có nặng là từ đây cao quay như này và phôi nó cũng chuyển động như này, quay đúng không? Thế thì quay như này gọi là sai chọn, sai chọn từ đây nó cắt, nó phát triển từ amin này, đúng không? Sai nghịch thì trường nó cắt, nó phát triển từ amin amắc. Thế thì cái này sai chọn sai nghịch thì các thầy trong công nghệ thì sẽ ở ngay cái phần mà chúng ta học về chương trình các công nghệ các công nghệ sai chưa? Tiện rồi gì? Chương trình không có tiện rồi gì? Rồi thế thì sang đấy còn thay các thầy các thầy biết rất rõ ràng cái trường hợp thay chọn thay mình này ưu nhược điểm như nào và ứng dụng trong trường hợp nào, cái này ta chú ý xin lắng nghe chúng ta học cho đạo lớp một. Thế thì khi mà chúng ta cần thay nghịch thì đây khi ta cần thay chọn đây mình thay chọn đây ta cứ hình dung nhé, nếu mà chiều quay này đấy. Đầu tiên nó trường cắt với trường đầy ra cắt lớn nhất sau đó nhỏ nhất thì nếu ta phanh một mỏng trên cái mặt đường kéo thì nếu phanh thuận này nó sẽ ít bị trượt hơn đúng không? Đấy, còn nếu mà mặt đường kéo là phanh rất mỏng này trường đầy nó cắt đầu tiên này vào min xong rồi min hết bắt và trượt vào min nó sẽ trượt đúng không? Đấy, nhưng mà phanh thuận thì trường phanh như này và luôn luôn nó có xu hướng là lực tác động vào cái vùng nó chắc luôn xuống là gì phôi xuống tăng lên không? Hiểu không? Nhưng mà phanh nghịch thì có xu hướng là nhấc phôi lên đúng không? Đấy, một cái nữa là phanh thuận chiều quay này và chiều tự nhiên này thì nó không cử được cái kẹo ở cái kẹo mà máy nếu như là máy dơ dãng đúng không? Thì thoảng nó bị giật cục. Thế nhưng mà nếu như mà chiều quay như này mà chuyển nó tự nhiên của phôi được như này tức là nó sẽ luôn luôn là nó sẽ dồn cái dơ của cái bộ trường cái kẹo lại một má có hiểu không? Thế thì trong quá trình mà nó chạy này này nhưng mà nếu phay nghịch một phay vật liệu cứng và dày thì phay chiều sâu lớn này chiều sâu từ lên lên lớn thì nó lại từ miếng bắc đỡ rung hơn, hiểu không? Mỗi một cái phương pháp nó có một cái điểm rồi sau này ta phải ứng dụng nó phù hợp để ta gia công trong từng cái trường hợp rồi. Còn cái số even number of pet này số lát cắt là even là chẵn hay lẻ gì đấy này tôi quên tra điểm đấy. Thế là ta muốn là chia cái số lát nó chạy chạy này này là chẵn lát này lẻ lát even even thì nên chẵn là sao ta tra từ điển em có từ điển em tra cái như này ngang bằng chẵn chẵn đúng không? Tức là chia chẵn cái lát cắt chẵn như lát chạy này nhưng mà cái này thực ra không có ý nghĩa gì lắm đâu. Chẵn này lẻ nó chẳng quan trọng lắm. Rồi auto angle là góc của phương chuyển động chạy giao cho phương ngang. Nếu ta không muốn là góc là chạy dọc dọc cái này, ta muốn là góc 45 độ thì tí nữa bàn máy đây nhá, phôi đây nó cứ chạy chất như này đi, đúng không? Cái này không có vấn đề gì cả. Rồi tiếp center tiếp là cái chỗ này như tôi nói là ở lần trước rồi, chiều sâu tính là đỉnh, tính tâm rao cắt ở rao corner thì cái chỗ này không có ý nghĩa gì khi phanh vào đầu nhá. Thế còn chiều sâu để lại ở ban đầu là thứ ta muốn để lại, để sau là phải tinh hoặc mài gì đấy đúng không? Để lại thì bao nhiêu đây nó không có floor nữa gì nó ẩn đi rồi, bởi vì chúng ta làm gì có lợi dư mặt bên các mặt đầu không ạ, đúng không? Rồi cái chỗ này tôi sẽ nói ra sau. Tôi kích rồi ta bỏ qua những cắt đi đã, ta kích link vào master, ta muốn phay sâu bao nhiêu, thế này ta kích increment, chúng ta sâu xuống giả sử như âm 2, phay 2 đi, rồi thế là xong, thế còn tất cả thông số dưới này là tương tự,
và đây là những cái thông số phụ đằng sau cái link master là những thông số phụ. Đấy, chẳng qua là cài đặt về gốc, cài đặt về mặt phẳng, cài đặt lại gốc, cài đặt lại cái điểm bắt đầu chạy chơi nguội, cài đặt chức năng phụ cái này thì nó giống nhau cả nhá. Rồi sau đó ta chạy thử thôi. Đó, ta nhìn ra này, mô phỏng thử này. À, một quẹt, hai quẹt, ba nát xong. Ta làm được chưa? Nếu mà ai ngại trên máy cũng quay tay cũng lại cứ chạy đi xong lại dịch sang lại chạy lại xong dịch sang lại chạy như này chạy tay cũng được đúng không? Nhưng mà làm thế lâu trình phần mềm tời sang cái là nó cứ thế tự động chạy thôi. Ta đi sửa mà ai hướng dẫn đảo cái máy tay không sửa nên chúng ta kinh nghiệm thôi. Tại vì chúng ta chưa để có thể mới thì lần cái việc thay gì còn quay thì đều kính cái gì đều kính gì không thì là người ta thì bỏ người ta lại nghe kinh nghiệm thì mình nên để tay để sửa tay vinh. Chúng ta kinh nghiệm đấy. Lẽ ra là theo cái yêu cầu của cái học kỳ trước ấy, chúng tôi phải xuống đây để hướng dẫn chúng ta. Thì yêu cầu là giáo viên dạy lý thuyết xuống đây hướng dẫn. Thế sau đó thì có cao hơn ba mà có cao hơn ba mà bổ sung thêm cũng đủ nó đông quá bởi vì thế này thì vừa dạy lý thuyết xong là mấy anh ở đấy thì lại chơi không làm gì cả, thế là cuối cùng là cứ đẩy đi để lại các thầy ở trên này thì cũng ngại xuống ấy, cuối cùng là lại để lại cho giáo viên ở dưới đấy. Không ở dưới đấy thì như đợt trước là chỉ đóng mở cửa thôi, xong rồi cuối cùng là như này đi thì lại chuyển về cho cái trung tâm đấy. Tức là đầu tiên thì vẫn là trung tâm hay nào, sau đó thì thời thế lên thì yêu cầu giáo viên ở trên bộ môn xuống. Đấy, như là ở một số bộ môn thì giáo viên xuống hướng dẫn kinh nghiệm mà. Đấy, như ở đây thì lẽ ra là của công nghệ sẽ phải xuống đây hướng dẫn chúng ta cả trung tâm máy đo sim em này, rồi dây chuyển sim này, sim ở bên máy, rồi thì máy cắt dây này, máy bay này.